Ừ, đó rồi Rồi, cho Đạt Nguyễn giờ chào cả nhà nha. Chào cô chú nha. Hôm nay hai cha con mình đi bắt cua nha cả nhà. Nay cha mình nghỉ ngày. chào cả nhà. Dắt cha đi bắt cua. Bắt cua Cua nó hiểm ghê không? quên đổi nón heo luôn rồi nè. Ui, Bây giờ mình kiếm trong cái đám này nha cả nhà. bối nè đây. Có cua nè. Để mình đi kiếm cua xong mình quay cho mọi người xem nha. Cha đi một hướng con đi hướng, cha biết ăn cua không? Biết sao không biết. Rồi ok. Ê. Ê. Đặt cái đâu? Không có mọi người. Hả? Cua không? Đang đào ăn cua. Có dấu không? Không biết. Sườn heo. Ghê hả? Không có bự hả? Mộng chồng. Không có. Tụng luôn hả? Ừ. Đá hả? Đá hả? Còn nữa. Bắt bình thường nên bắt là được thôi chứ đợi chứ. Bên kia nha, đừng làm mất nha. Nhỏ thôi.
Này sao rồi, ổn không? Đó luôn hả? Trời ơi, tắt máy nha. Có không? Qua liền. Ôi, gì vậy? Ôi, đã con đàn chứ. Cô đã là dễ vậy? Dễ vậy? Quay luôn nha. Nó ra trên nữa kìa. Ui da, trời ơi. Ui trời. Một xíu trời. Một xíu. Được. Nè. Bẻ càng đi. Cái. Chó đi về thả ao. Ao mình mà bẻ đi mưa. Hết dây luôn à. Hả? Hết dây rồi. Bỏ vô bịch luôn, khỏi chối lá nhà chối. Bỏ vô bịch luôn á. Tắt hả? Nó đụng cái chày. Nó mà sâu gì hả? Đây là đẹp. Dạ. Hình màu thì vua đây nhìn vậy quay vậy đẹp. Xuống dưới. Đẹp. Đẹp nhưng mà không có cua. Hả? Xong rồi đó. Tới chỗ luôn coi. Đúng nó có quẹo qua vậy nè, nó có quẹo qua vậy, nó quẹo đó. Móc quẹo nè. Cái vụ nó có quẹo đó đó. Nó bôi trên đóng dần dần thấy không? Đó. Đó. Cái bằng đó. Cái bao á. Có rồi. Rồi bỏ hoài vậy. Bến luôn hả? À.
cua cả nhà. Nãy giờ cũng chết luôn. Không có hả? Con cua mới có mới chơi. Gì? Con mới có nữa nè. Bự không? Có. Bự quá, bự mà. Có rồi. Thấy luôn hả? Có dấu. Cua này có 100 à. Qua đây. Gì? Quay cảnh cua này. Qua đây. Trời. Bắn luôn. Ủa. Con này bự dữ. Bự hả? Đã rồi. Té quỳ tư hướng. Đủ giống rồi. Lậu từ nãy nha. Mấy cái đụng dính dung dính nước dưới kìa. Ủi không. Ủa. Ừ, con cua này quá lo. Nhìn như màn hình nào không? Để xác nhé luôn. Xác nhé mà. Bự không? Thế giờ tao không thấy đó. Dạ được rồi. Ôi. Quá sướng. Chắc như thế nữa. Đó đúng rồi nè. Con này con cái con được ta. Con cái. Con được. Cái. Dính xin. Con cái. Chắc nữa chưa? Nè. Chắc nữa. Thấy không? Chắc không thấy đó. Nước không vậy? Đó nó cắn à. Nước đâu dữ vậy? Nếu trùng cái mấy quay cho cái cây chảy ra đó vậy nè. Rồi ok được rồi. Bổ hai con hay gì rồi đó. Anh sâu quá. Mày giúp chú của anh nha. Giúp chú nè. Chạm tay nha. Đồ cá. Cái gì? Thôi đừng cua nằm đá anh ta. Mất hắn quá. Ây da. Con. Không còn. Cái đó. Nó đực. Được. Dở luôn nó. Dông giữa rồi hả? Con cứng. Dông giữa rồi hả? Ngã. Xong luôn. Ủa, chắc. Sao đen thưa đục ngầu thế nha. Đục ngầu nè. Nào, hình ảnh đẹp không? Thời tối. Đó à? Ở đây. Con cua nha cả nhà. Nãy giờ mới coi được con này con được nhất. Rồi, tiếp tục thôi. Tắt này. Đây. Nó bụng quá cả nhà. Mỗi người ấy, nó bụng quá. Nó nhiều dữ vậy cha. Nhiều vậy? Nhà quán đây.
Ngồi chạy ra. Chạy, đổ để đi. Cái gì đã ăn dây này, bữa nào chó lại. Đây là con này. Cái được ấp sạp. Rồi, làm gì ăn cơm đi. À, bắt mấy con bạc khía làm những cơm đây. Mấy bạc khía này mình răng me, răng muối vậy nè. Được 4-5 cua. Trả cho cua kỹ cho. Con dây đó một vụ. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Để nó có cơm quay cho mọi người xem. Chào mọi người. Giờ... giờ nói gì? Cơm dập cái giáo rồi kìa. Đi ăn cơm. Làm mấy món ăn cơm chứ sao nè. Cả nhà ơi. Cha mình đi bắt cua với mình một bữa một mà vậy nè. À, ha, ở này cả nhà. Đó, thấy chưa? Lột giờ đâm chén muối chanh ăn chơi vậy đó. Rồi cảm giác sao cha? Chào mọi người, ăn cua mọi người ơi. Đi bắt cua mệt không? Mệt, đói bụng dữ lắm rồi. Ăn chắc ngon dữ ha. Thường thôi nè, đâu. Vô nè. Ăn lại con nào bự bự đi. Ăn tôm gì đó. Tôi mềm không? Mà có mấy con. Thịt này không ngon, thịt cách xanh không ngon. Trời ơi, trời ơi. Mở ở nhà ăn tôm nha. Quay lại ăn cho. Ăn thèm dữ trời. Quay lại ăn cho. Quay đi. Ngủ bình thường đi. Tôm dày, chén muối dày để ăn sao chịu nổi. Không có cơm hả? Trời ơi, văng thùng lắm cha. Trong bơi ăn. Tôm ngon. Cái nhà thấy chưa? Tôm dày, ăn chấm gì. Dèo dép, dèo. Ngon. Cha mình là ship. Ăn nhiều nha. Ăn con. Còn tôm ngon. Trời ơi, dục không ăn gì. Cua này ăn gì. Trời ơi, cua vậy mà không ăn. Trời ơi, cua gạch đá, gạch vàng luôn. Cua hai da. Cua hai da mọi người. Đâu, nhỏ là có vỏ hả? Con cua này ngon nè. Ôi, cua này có nhỏ nãy hả? Cóc này bọng. Ôi trời ơi, dớt rồi. Trời ơi, con cua nè. Cho nước coi. Ăn gì sao chưa nổi. Xong đi mua lúa. Cua thịt không ngon. Thì ghê quá. Vô rồi, vô rồi. Kha ơi. Kha. Ăn cua nè. Ăn cua. Gì? Vậy chứ mày thích ăn cái gì? Gem. À, cái muối này ngon quá. Thật không? Dạ.
Một số không ăn. Ăn đi. Xuống nãy mò được mấy con. Xịn luôn cho. Bỏ vô ăn đó. Hả? Ừ, vô ăn. Nó ăn đồ đâu? Ăn. Trời ơi, hết ngon rồi. Sập ớt. À, ớt thiệt xui. Hết ngon rồi. Đây. Cua nhỏ mà nó ngon quá. Ủa đâu mua đi, là không. Được xử lý hết đống cua này các em.